taxi đón 20 người nhập cảnh trái phép, Thao sắp xếp nơi nghỉ cho họ để thu hơn 4 triệu đồng mỗi ngày. Tối 5 tháng 8, Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường thì phát hiện 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Theo cảnh sát, Bùi Thị Thao 38 tuổi, quê Phú Thọ, nhận là quản lý khách sạn trên. Người phụ nữ khai ngày 4 tháng 8, cô ta thuê taxi đón nhóm người Trung Quốc từ thị xã Từ Sơn về thành phố Bắc Ninh. Tối cùng ngày, Thao sắp xếp 6 phòng nghỉ trong khách sạn, thu tổng số tiền hơn 4 triệu đồng ngày để những người nhập cảnh trái phép lưu trú. Thời điểm kiểm tra, 20 người Trung Quốc không ai trình được giấy tờ cấp phép nhập cảnh hợp pháp. Công an đã đưa nhóm người nước ngoài đi cách ly theo quy định. Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng bắt giữ Đinh Phú Thượng, 31 tuổi, ở thị xã Từ Sơn, để làm rõ hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Theo điều tra, cuối tháng 7, Thượng đã tổ chức cho 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến lưu trú tại khách sạn nơi anh ta làm quản lý. Theo luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư Hà Nội, người nào phạm tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép có thể bị phạt tối đa 15 năm tù. Luật sư cũng nhấn mạnh người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động trái quy định tại Việt Nam, người giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người nước ngoài vào Việt Nam, ở lại Việt Nam, hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép có thể bị phạt tiền 15 đến 25 triệu đồng, theo quy định tại Điều 17 Nghị định 167 trên 2013. Nếu đã bị xử phạt hành chính về trường hợp trên nhưng tái phạm, thì người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự, về tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, tội lưu trú ở Việt Nam trái phép, với mức xử lý gồm phạt tiền đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù cao nhất 3 năm.